À, có thể là mọi người vẫn chưa quen làm với cái việc kia đúng không? Thì mọi người sẽ làm như này nhá. À, anh em nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Lô. Rồi nhá, bây giờ sẽ tạo dự án nhá. Thì khi mà mọi người tạo dự án ra như này thì như trước là trước đây em nói với mọi người là dạ, mọi người nên tạo một cái thư mục là ví dụ như là thư mục mang tên là code gym chẳng hạn. Rồi, giả sử là sẽ có một thư mục mang tên code gym nhá, xong rồi ở trong này sẽ có các cái thư mục biểu mẫu, xong rồi module 2, giả sử bây giờ mình sẽ tạo ra một thư mục module 2 ở trong này nhá. Ở đâu nhỉ? Module Module 2 đây, để cho mọi người sẽ thấy là em để là trong thư mục này nhá. Bây giờ em muốn là tạo mới ở đây chẳng hạn. Thế thì em sẽ vào file này, xong rồi new project này. Được. Rồi, xong thì bây giờ em sẽ chọn đây nhá, vẫn như bình thường nhá, next này. Cứ next từng thằng một. Thế thì ở trong phần này Project location nghĩa là cái chỗ vị trí mà mình muốn đẹp đặt cái thằng đấy vào thì mình sẽ nhấn vào cái nút ba chấm ở đây. Em nhìn thấy cái dấu ba chấm đây không? Vâng. Ờ, thế thì khi chọn vào dấu ba chấm ở đây thì mình chọn đến đúng cái thư mục mà mình muốn thôi. Vâng. À, có sim này. Module 2 này. Được không? Rồi, open. Giả sử bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái thằng nữa nhá, ví dụ như là bài 1 chẳng hạn. Rồi, finish. Rồi. Ở trong này có hai thằng, một là zip window, hai là new window nhá. Thế thì zip thì nó Web store. là thằng Chẳng nghe thấy gì cô ơi. mới ra là zip ra một thằng mới. Đó. Rồi. Ok, đợi nó tải một tí, mọi người sẽ nhìn thấy ở trong này nhá. Đây, trong này sẽ có src này. À, rồi, ok nhá các em nhá. Thế thì bây giờ giả sử mình sẽ tạo ra các bài như sau. Ví dụ bài tính chỉ số BMI chẳng hạn. BMI BMI Calculator Calculator chẳng hạn. Calculator À, kiểu như này. Để cho anh em. Thế xong ở trong lần này mình sẽ viết một main ở đây. Đó, my nếu mà god. mọi người muốn tạo một thằng khác chẳng hạn. Ví dụ là, Mà sao cái calculator kia nó vẫn báo xanh? Kiểu kiểu Okay, không vấn đề kiểu đâu. cách À, đặt. bây giờ cái cả tên là nó vẫn báo sai tiếp nhá. Ví dụ như là em tạo ra một cái class khác, ví dụ như là bài của mình là bài tính điểm trung bình chẳng hạn. Đây nhá, điểm trung bình chẳng hạn. Rồi, thế thì mọi người sẽ viết một main ra đây. Thế thì hai cái thằng main này mọi người chạy khác nhau là được chưa? Vâng. Thế là anh em ạ, ok chưa? Dạ rồi. Ok chưa nhỉ anh em ơi, lô lô. Rồi, Ừ. bây giờ thì cái anh sẽ hướng dẫn mọi người làm một bài tập mà có mà dùng ở trong module 1 mặc dù mình đã làm rồi nhưng bây giờ chia xem mà sang module 2 nó sẽ khác nhau về cú pháp rồi khác nhau về nhập xuất dữ liệu. Nha anh em nhá. Ừ, Rồi, ok. chị ơi hỏi thêm được không ạ? Ừ được, Lộng hỏi đi. Bây giờ em muốn thêm một cái bài 2 vào trong cái này tiếp ạ. Em muốn hiển thị cả bài 1 và bài 2 luôn thì có hiển thị được không? Đây tạo packet ở đây. À không, ý em là bài 2 nó ngang cấp với cả cái bài 1 ở trên ấy. Không không, cái này mình chỉ tạo mở một project thôi, mình không mở nhiều nhé em nhé. Được, cái này là nó đại diện cho một project này, chứ mình không để cùng cấp như này được, không mở hai project được, trừ khi em mở hai cái App IDE thôi. Window. Được chưa? Lộc ơi. Thế nếu mà em muốn tạo thì em phải ra cái document ở bên ngoài em thêm cái thư mục mới. Đúng rồi, đúng không? Rồi, tiếp nhá mọi người nhá. Rồi, mạng nhà kiểu anh đang có vấn đề, đợi cho anh đăng nhập vào cái wifi khác cho nó không bị loát thế này. Rồi rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng sẽ làm bài BMI nhá mọi người nhá, tính chỉ số BMI nhá. Chị ơi, vậy là có nghĩa là những bài tập của hôm ví dụ những bài tập của hôm nay thì mình cho vào một cái SDC được đúng không chị? Đúng rồi, được được được. Ôi, thế đỡ quá. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ làm cái bài là tính chỉ số BMI nhá. Tính chỉ số BMI này thì mọi người sẽ nhìn nhá.
À, trong này nó sẽ có video sẵn rồi nhá. Rồi, nhờ bây giờ mình sẽ phân tích cái bài này một tí. Tương tự nhá, thì mình sẽ có nhập dữ liệu và mình sẽ nhập là weight và height đúng không mọi người? Lolo, weight và height thì hai cái thằng này mọi người thì mình sẽ để là nó sẽ là số nguyên nhé mọi người nhá. Mình sẽ để nó là số nguyên nhá. Rồi số nguyên được không nhỉ mọi người nhỉ? Weight thì là số nguyên cũng được, nhưng mà height thì mình nên để số thực đấy. Ví dụ như là 1 mét bao nhiêu đấy chẳng hạn. Được không? Được anh em. Weight cũng phải để số thực chứ nhỉ? Weight nhiều khi cũng lẻ mà. Ok, weight cũng số thực luôn nha anh em nhá. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ cho là nhập cân nặng và chiều cao đúng không? Được không? Sau đấy là mình sẽ tính BMI theo công thức. Rồi, ok. Rồi, sau đấy thì mình sẽ đưa ra kết luận. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ cho nhấn nhập cân nặng và chiều cao thì mình sẽ có hai biến. Thế để lưu dữ liệu ở trong... lưu dữ liệu bằng số thực ở trong này thì mình sẽ dùng double nhé mọi người nhé. Ví dụ cân nặng thì mình sẽ dùng là weight. Ok. Hai. Đó, rồi, bây giờ cho người ta nhập dữ liệu thì mình sẽ dùng scanner. Bằng new scanner. Đó, bắt đầu cho người ta nhập dần nha. Weight này thì bây giờ sẽ cho người ta nhập trước, thì để mà cho người ta nhập thì mình nên hiển thị cái gì gì đấy ra. À, mời bạn nhập chiều cao, và không thì nó chỉ hiển thị mỗi dấu nháy thôi, mình không biết nó là cái gì. Đó. Rồi, mình sẽ dùng là weight sẽ bằng scanner chấm next double. Được chưa? Tương tự mình lại in ra tiếp, mời bạn nhập cân nặng. Nó không cần phải ID. Đúng không? Ở trong phần này mình chỉ cần nhập dữ liệu vào, và mình nhập dữ liệu là thông qua cái terminal thôi, chứ mình không nhập dữ liệu là bằng, mình không có cái màn hình nhập dữ liệu giống cái thằng kia. Giống cái thằng kia là mình có document. Đó, thằng này mình không có. Được chưa? Được chưa nhỉ anh em ơi? Xong phần nhập dữ liệu nhá. Ok chưa? À, rồi tiếp tục tính toán nhá. Mình sẽ có double. Tức là cái scanner này nó sẽ lấy trực tiếp của cái thằng, cái lệnh system outprint này ở trên. Không ạ. Cái lệnh system outprint ở trên nhá. Rồi tí em sẽ nói nhá. À, chỉ là cái hiện ra dòng chữ thôi. Dạ, scanner. Vâng. À, next double nhầm số tiếp theo. Đó. Rồi, ok. Bây giờ em lại tiếp tục nhá. Xem cái điều kiện ở đây một chút. Rồi, nếu mà nhỏ hơn 18 thì là nhẹ cân đúng không? Rồi, ok. Rồi, để in ra thì mình sẽ dùng là system out nhé. System out for in thì viết là, viết tắt là SOT. Thiếu cân chứ nhỉ? Bây giờ cái ngoặc nhọn là cũng cho hết xuống dưới ạ. Không, em để nó tự nét thôi, chứ mình để lên trên này là đúng nhá. Đúng theo convention nhá. L. L là chỗ này lại ít tiếp. Từ 18 đến bao nhiêu nhỉ? Thì là bình thường. Ô chị ơi, không eo íp luôn được hả? Mà phải eo xong để eo ngoặc nhọn. Kiểu anh cố tình dùng cái ngoặc này để mà mình rèn cái thói quen chung. Đấy là cứ mà dùng kể cả một lệnh thôi, mình vẫn dùng ngoặc nhọn hết. Vâng. Như đợt trước là eo íp viết liền nhau được đúng không ạ? Xong rồi mới ngoặc nhọn. Đúng không? Được. Mình sẽ in ra nhá, là chỗ này là bình thường.
Em thấy không eo cũng được. Không eo làm sao được em? Không eo thì cái kia nó lại trùng. Em toàn ấy bíp bíp bíp. Vớ vẩn. Bình thường này, xong chỗ này là cân nặng này. À, thừa cân này. Thôi em làm đến đây thôi nhá mọi người nhá. Thừa cân. Đó, bây giờ sẽ thử nhá. Rồi mọi người nhìn cho em nhá. Nói chung là bây giờ mình chỉ có thể nhập xuất dữ liệu bằng cái màn hình terminal này được thôi. Đó, nên là mình sẽ dùng cái scanner này. Đó. Thế thì cái in ra màn hình này nó chỉ là đơn giản là in ra thôi. Còn cái scanner này nó mới là lấy cái dữ liệu đầu vào cho mình. Được chưa? Được chưa nào em nhỉ? Rồi, ok, ví dụ chiều cao nhá. Xem nào. 1m55 chẳng hạn. Rồi, cân nặng giả sử là 45 cân. Rồi, bình thường, được chưa? Được chưa anh em? Rồi, bây giờ mình sẽ thử nhá. À, ok, cũng ông 1m55 chẳng hạn. Rồi, nhưng mà ông ấy nặng có 35 cân thôi chẳng hạn. Rồi, anh em thấy thiếu cân chưa? Được chưa anh em nhỉ? Ok, tiếp nhá. Chiều cao là 1m55. Rồi mà ông ấy nặng 70 cân chẳng hạn. Rồi, anh em thấy thừa cân chưa? Được chưa nào anh em nhỉ? Đó, thì cái việc mà cú pháp ở đây mình dùng thì nó vẫn thế thôi. Chỉ là cái phần nhập xuất dữ liệu ở đây thì nó sẽ khác một tí. Nhập dữ liệu là mình chỉ có thể dùng bằng scanner thôi. Bởi vì mình chỉ có tơ màn hình terminal để làm việc. Mà terminal này thì mình không còn cách nào khác là mình sẽ dùng cái thằng scanner này để mình làm việc với nó. Được chưa? Được chưa nhỉ anh em nhỉ? Ok chưa? Lolo. Ok chị ơi. Ê, chị ơi, cái này chỉ là mới hay là toàn bộ module này mình đều làm việc với terminal hả chị? Toàn bộ module này mình đều làm việc với terminal. Ôi. Được rồi, mọi người ơi, thì nghe nhá. Cách làm việc nó chỉ là một cái này, nó chỉ là module này là mình học Java Core mà, mình học bản chất của Java mà. Được chưa? Nên là làm việc với cái này có thể là nó sẽ nhàm chán, nhưng mà mình hiểu được bản chất hơn. Được không? Mai này mọi người sang web và mọi người sẽ không làm việc với nó nữa đâu. Tận dụng cái cơ hội này để tìm hiểu nó đi. Alo, em tương tự với SQK các thứ nhá. Cú pháp nó cũng tương tự thôi ạ. Được chưa? Alo. Vậy nhá. Ok chị. Anh em sẽ làm thêm bài tập nhé mọi người nhá. Vâng vâng. Ổn định được chưa? Lô lô mọi người ơi. Ủa em được rồi nhưng mà nó chậm lắm. Ờ phải chấp nhận thôi, cái này nó nặng lắm. Máy anh cũng thế mà. Đúng em thử luôn thử thế. Mọi người ơi, cái này nó nặng. Anh... cái này nó nặng mà. Nhưng mà em thấy máy chị Kiều Anh tầm khoảng 2-3 giây đã được rồi. Của em tầm khoảng 5-6 giây cho 7-8 giây nó mới hiện ra. Thì được, em hôm trước máy Kiều Anh cũng đổ nước vào mà. Bây giờ đổ nước vào đi. Thế em cũng đổ nước ha. Thì em nhúng hẳn nước vào. Mọi người ơi, cho anh trao đổi một tí nhá. Thì các anh em sẽ làm bài thực hành nhá. Kiều Anh muốn trao đổi thêm một chút nữa. À là lần này thì Kiều Anh sẽ chia nhóm cho anh Thảo và một cùng với cả anh Duy nhá. Vâng ạ. Anh Thảo và anh Duy nhá. Dạ. Rồi. Ý này với Trung Sơn. Anh Toàn thì với trường một nhóm nhá. Recording stopped. Hello.